Đây, giờ em test con súp BMB SVK800 cho bác. Em lộn ngược lại nó. Đây là bốn cái chân nó để bát úp đất này để cho bác nhìn cái chất bát còn. Riêng con này em Tuấn đã nói rồi mà. Nếu mà tầm tiền 4 triệu 8 bác nào có con nào hay hơn nữa vừa tầm tiền em cho bác gửi lại luôn. Mặc dù là bát 25 nhưng mà đánh phê luôn. Bác test karaoke nha, bộ dàn karaoke của bác. Tất cả những bộ dàn ví dụ như bác nhà bác đang chơi loa bầu hoặc bát 25 bác vẫn chơi được nhá. Này, em test này. Nhìn này. Nhìn này, lại rơi hết luôn. Tắt quạt đấy. Tắt quạt cho nó khỏi thổi tiếng. Rất thôi. Thổi lốt hơi này. Nó nhìn này. Chưa lau dọn gì đâu, chập tật luôn, thu đi đoạn nữa. SVK800. Chiếc BOB S800 em sẽ lắp lắp và em lại test thử cho bác phê như nào. Em Tuấn chào các bác nhé. Con súp BMB này trong thời gian qua thì cũng khó khá nhiều. Cái lô trước ấy, cái lô trước em có giới thiệu cho bác rồi đấy, cách đây khoảng độ 4 tháng về một lô loại này. Nhưng bác nào đã dùng con này rồi thì cho em xin một lời bình luận nhé. Con BMB này phải nói luôn là với tầm tiền thì nó vượt xa luôn. Con này thiết kế về một bát 25 úp sàn úp đất đây, úp đất đây. Nhưng mà em cũng không hiểu là tại sao nó thiết kế rất gọn gàng, nhẹ nhàng. Cái đường kính ngang này này nó chỉ đây, ngang này chỉ 40 thôi, gần 40 thôi. Cao như vậy. Nhưng mà chất âm thì phải nói luôn là ấm mềm mại. Chưa thấy bác nào chê con này. Chưa thấy nào bác nào chê. Em chưa thấy bác nào lấy những con này về chê. Bao hàng zin hàng xịn cho bác nhé, bao hàng xịn hết luôn. Này, con này úp đất bát 25. Bao hàng chất xịn cho bác luôn. Bao luôn chất âm phê luôn cho bác luôn. Con này các bác có thể dùng để ghép với bộ karaoke của bác đang nghe bát 25 nhé. Bởi vì con này bát xuống rất là ấm luôn. Em có ghép cho cả các bác khách ở tại quê em đây này. Mà bác ấy đánh cái đôi DK, bác biết cái đôi DK của anh Quốc. Con đấy bát đã rất là lực. Mà cho con này vào, nghe nó vẫn phê, rõ một luôn. Đấy là bằng chứng thực tế luôn. Có nhiều bác, em chưa thấy bác nào chê, nhưng mà ở đây em cũng đã đi lắp cho người quen của em đây. Cũng con súp này, chuyển một con súp khác, không ăn thua bằng này. Ấm lắm, giá trị. Nói chung là tiền là của đấy thôi bác ạ. Nhưng mà thật ra là con này giá nó cũng hợp lý mà. 4 triệu 8. 4 triệu 8 con súp BMB này các bác, em dám cá với các bác luôn là không có con nào 4 triệu 8 mà để vượt được con này đâu. Không vượt được nhé. Hàng đẹp chất luôn. Em 4 triệu 8 con này ạ. Con này đây, con này model của nó em đã tháo hẳn luôn ra đây cho bác nhìn này. Đây con BMB đây, tem của nó SVK800 hàng Japan thôi nhé, hàng bên Japan luôn. Con này có cổng input vào, con này chỉ cấp một đường tín hiệu vào thôi, cấp một đường tín hiệu vào. Còn ngoài ra các bác có thể cấp đường tín hiệu từ âm ly cái cổng loa ấy vào đây luôn được. Nhiều bác thì cứ sợ là cấp cổng tín hiệu âm ly loa vào đây thì sợ nó cháy, nhưng nó không cháy nhé, nó chỉ lấy một phần công suất thôi bác nhé. Đấy, hai nút volume đang chỉnh hoặc là cấm cổng AV tín hiệu vào. Con này thì chạy được đến điện 230V và 180W, 230V 180W.
Bo mạch thiết kế rất là phê luôn, hàng chuẩn luôn bác nhé, hàng chuẩn, hàng chất lượng luôn cho bác luôn đấy, không chê được, không thể chê được. Đấy, bác nhìn này. Không thể chê được đâu bác. Đấy. Nặng trịch luôn. 4 triệu 8. Con súp này. Bác nào muốn nghe nhạc hay, con này có thể nghe nhạc bác nhé. Chứ không nhất thiết phải karaoke, bởi vì là chất bát của nó ra nó êm lắm. Nó êm, nó sâu, nó mềm. Nghe nó không đau đầu. Còn bác nào muốn rẻ hơn thì bác có thể mua hàng mới bác. Mua hàng mới thì nó chỉ hơn 2 triệu hoặc hơn 3 triệu. Nó con súp to vật vã bát 30, 40. Nhưng không bao giờ lại bằng con này đâu. Con này có thể là 4 triệu 8 nhưng nhiều con súp mới bây giờ bát 40 súp điện chỉ hơn 3 triệu hoặc 4 triệu đâu bạn. Nên tiền là của đấy, cái giá trị của nó khác. Đấy. Bác nào đã chơi hàng bãi thì bác sẽ biết. Mức giá thì em đã giới thiệu rồi. Đây vẫn còn tem bóng này, bác nhìn nhá. Tem bóng này, bác nhìn chưa? Đấy. BMBS 800. Ok chưa? Mức giá em tuấn chào cho bác rồi nhá. 4 triệu 8 là mức giá em bán. Dòng này ghép karaoke và nghe nhạc thì bao phê luôn, bao chất luôn. Rồi, rồi bác.